Thế rô thời gian thì nó khác rô trung gian ở chỗ nào? Thì như các bạn đã biết thì hai cái rô này nó đều có hai cuộn dây. Chào các bạn, thì hôm nay mình làm một cái video để chúng ta phân biệt giữa hai cái loại rô cùng gọi là rone nhưng rone thời gian và rone trung gian thế rone thời gian thì nó khác rone trung gian ở chỗ nào thì như các bạn đã biết thì hai cái rone này nó đều có hai cuộn dây đây như con này thì cuộn dây của nó là 13 14 còn con này là hai với cả 7 đó thì tính năng của nó là chúng ta cấp điện vào cuộn dây là cấp điện nguồn đấy, suộc đấy Hoặc là power hoặc là cuộn dây Thì ở đây nó vẽ như này, chân 13, 14 này Của thằng dây Gia trung gian này là cuộn dây 27 Thế thì để hai con này làm việc Thì chúng ta đều phải cấp nguồn vào hai chân này Tuy nhiên thì nó khác nhau Đó chính là khi mà cấp nguồn vào cái con dây Gia trung gian này thì ngay lập tức nó sẽ đảo tị cái tiếp điểm có nghĩa là tiếp điểm thường đóng nó sẽ chuyển thành thường mở và thường mở nó sẽ chuyển thành thường đóng đấy là rơi trung gian còn rơi thời gian thì ngay sau khi chúng ta cấp nguồn thì nó phải đếm đủ cái thời gian đặt ở trên đây tức là chúng ta có thể đặt là 10 giây 20 giây 30 giây và sau cái khoảng thời gian đếm này thì nó mới chuyển cái tiếp điểm thường đóng thành thường mở và thường mở thành thường đóng một con thì ngay lập tức tức là droneer trung gian và một con là sau một khoảng thời gian đấy thế thì tại sao nó lại sử dụng cái droneer trung gian là bởi vì à, đối với cả các cái con công tắc tơ thì nó hay nó ít các cái tiếp điểm phụ nó ít các cái tiếp điểm vì tiếp điểm phụ của các thường nó chỉ có khoảng một hai cặp thôi. Đấy, thì một số cái hãng thì nó có thể là gắn thêm ở ngoài nhưng mà thường nó chỉ có khoảng một cặp thôi. nhưng là để sử dụng nhiều cái tín hiệu đưa ra thêm ví dụ như là à, để đưa vào cái hệ thống BMS chẳng hạn hay là để điều khiển con khác hay là để khóa chéo chẳng hạn thì nó phải cài thêm cái con dây chúng trung ra để tăng cái tiếp điểm lên. Đấy, thì ví dụ như con này chẳng hạn thì dùng một tiếp điểm của thằng công tơ đóng vào thì chúng ta có tận hai cặp tiếp điểm khác xuất ra nó thường đóng và thường mở đấy còn dơ le thời gian thì nó để sử dụng nhiều trong các cái mạch là đổi lối sau tam giác này hay là tạo ra các cái độ trễ của những cái con bơm um, à, của các cái flow switch mà điều khiển cho cái bơm nước đó. hay là các cái mạch nói chung các cái mạch mà tạo cần phải tạo cái thời gian trễ thì hay sử dụng con này. hay là mạch điều khiển giữa các cái điện trở. Ví dụ như là một cái uh, một một cái uh, bình đun nước nóng. Đó, bình gia nhiệt thì nó sẽ có ba cấp chẳng hạn. Thế thì ngoài cái việc mà nó kiểm soát bằng nhiệt độ thì nó tránh cái trường hợp là ba cái con ba cái cụm lớn như vậy nó đóng cùng một lúc thì nó cũng phải sử dụng cái bộ uh, tham ơn này để nó đóng một cái cụm đầu tiên thì sau bao lâu thì nó sẽ đóng cụm thứ hai và sau bao lâu nó được phép đóng cụm thứ ba đó thì để nó tránh cái sự khởi động cùng một lúc và cái thứ ba nữa là đó là việc khởi động cho các cái động cơ cỡ lớn từ 5,5 kW cho đến mà rất là nhiều uh, 5,5 cho đến khoảng độ 30kg chẳng hạn nó có thể sử dụng cái timer này để mà tạo ra cái mạch khởi động trễ giảm cái dòng khởi động cho cái động cơ. Đấy thì hai cái linh kiện này nó dùng rất là nhiều trong công nghiệp. Đó thì đó là cái sự khác nhau cơ bản của hai con này và sử dụng hai con này thì một trong những cái chú ý mà chúng ta thường xuyên phải xem đó chính là cái thứ nhất là cái nguồn cho cái suộc này tức là cái cái nguồn cấp cho cái chân 27 cho cái cuộn dây ấy. nó là nhận cái nguồn bao nhiêu đó thì ví dụ như con này nó nhận nguồn 200 đến 240 v tức là nó cắm cái điện AC của lưới mà Việt Nam đang dùng một pha đó thì là chạy ok nhưng mà như con này chẳng hạn thì cái cuộn dây của nó đây các bạn nhìn trên cuộn dây đây nó ghi là 24V DC đấy cuộn dây đây 24V DC thì nó lại phải sử dụng một cái mạch điều khiển mà cấp cái nguồn 24V để sử dụng chứ không phải là cứ le trung gian người ta cắm mà nó chạy mà phải chú ý đến thứ nhất là cái nguồn cái chân suộc đó và cái thứ hai đó là cái con tách tức là cái chân mà cái tiếp điểm nó chịu được thì như con này nó chịu được là 7A À, thì chúng ta chỉ dùng cái dòng tối đa của nó là khoảng 5A đó chứ dùng hơn là nó cháy cái tiếp điểm này luôn đó thì nó có thể tối đa là 7A nhưng mà thường chúng ta không bao giờ sử dụng cái mức tối đa như thế thường là sẽ dùng thấp hơn một chút à, cho nó an toàn đấy chúng ta dùng 7A vẫn dùng được các bạn cái chân này cũng thế thì với cái điện áp mà 250V 240V của cái tiếp điểm này thì nó chịu được 5A Đó Thì đấy là sự khác nhau Và Cái chú ý khi mà chúng ta dùng Hai cái loại Dơ le thời gian và dơ le trung gian Nó đều là dơ le Cảm ơn các bạn đã theo dõi video